Xin chào quý vị và con đã đến với kênh Bản tin thị trường của Thị sản Di. Hôm nay Bản tin thị trường Thị sản Di xin cung cấp bảng giá tôm và bảng giá giống. Xin chúc mừng tất cả các bà con, bảng giá tôm đang tăng. Sau đây là bảng giá tôm của từng size. 100 con có giá 82.000 đồng, 80 con có giá 86.000 đồng, 70 con có giá 93.000 đồng, 60 con có giá 97.000 đồng, 50 con có giá 106.000 đồng, 40 con có giá 120.000 đồng, 30 con có giá 140.000 đồng, 25 con có giá 150.000 đồng, 20 con có giá 175.000 đồng. Tiếp theo bảng giá giống, giống Hoàng Lộc 108 đồng khuyến mãi 50 được áp dụng từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 7 âm lịch. Giống công nghệ không nhận thêm đơn hàng nào. Giống sú Mona Bình Minh 138 đồng khuyến mãi 30. Giống Nam Mỹ 126 đồng khuyến mãi 30. Giống CB 146 đồng khuyến mãi 30 được áp dụng từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 8 dương lịch. Giống Mỹ Kim 105 đồng khuyến mãi 50. Thủy sản Di chuyên cung ứng giống thuốc men, đồ nghề thủy sản, giao hàng toàn quốc, uy tín làm nên thương hiệu. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại Thủy sản Di. Nếu như quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh Thủy sản Di, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.